Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Cô bác, anh chị nào chưa đăng ký kênh, cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ anh chị ha, để cập nhật những cái kèo Aerobe và những cái kèo trade đến từ kênh YouTube của em. Thì video này em tiếp tục cập nhật, chia sẻ cho tất cả quý cô bác, anh chị mình một cái kèo chính thống từ trên cái nền tảng là sàn OKX. Kèo này ra cách đây cũng vài hôm thì em chúc mừng của bác anh chị nào mà đã tham gia sớm nha. Còn ai chưa thì sẽ tham gia cùng với em ngay và luôn. Kèo sàn anh chị rất là tiềm năng. Rồi đầu tiên em sẽ giới thiệu cho tất cả quý cô bác anh chị mình thông tin về cái sàn OKX này. Và thứ hai là cái thông tin chính thống về cái kèo này, và cái thứ ba là chúng ta sẽ tham gia. Nói về cái sàn OKX á, thì anh chị chúng ta sẽ vào, chúng ta sẽ thấy cái giao diện của sàn này. Ha, bên trái là sàn, bên phải là ví, rất là tiện lợi, tức là một app mà chúng ta vừa có sàn vừa có ví Web3 độc lập luôn. Chúng ta giao dịch rất là thoải mái. Và cái sàn OKX này thì hiện tại á là chúng ta sẽ check xem cái vị trí của nó trên cái nền tảng CoinMarketCap, thì cái sàn này đang ở top thứ ba, anh chị thấy nè, sau Binance và Coinbase. Và sau nó, và tiếp theo là cái sàn OKX, và thứ tư là Bybit ha. Nó có nghĩa là top 3. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cùng em cái nền tảng X. Sau đó của anh chị mình, chúng ta sẽ gõ cho em chữ là OKX ha. Có tích vàng và kênh của họ hơn 4 triệu lượt follow. Cách đây vài hôm họ có một cái thông báo về cái kèo này anh chị. Kèo chính thống của họ nha mọi người. Đây là một cái ha. Cái này là chúng ta dự đoán giá của Bitcoin để chúng ta nhận cái phong điểm. Và cái phong điểm này sau này chúng ta sẽ được nhận airdrop. Và chắc ăn 100% nó sẽ list trên cái sàn OKX anh chị nha. Đây. Mỗi ngày đều là ngày đua với ứng dụng mini Telegram OKX. Đó, chúng ta dự đoán giá Bitcoin. Đó, và chúng ta điểm danh hàng ngày để chúng ta nhận cái này. Đó, nói chung là cái thông tin chính thống từ cái kèo sàn anh chị. Rồi anh chị nào chúng ta vô đăng ký thì bây giờ chúng ta tham gia cùng em ha. Cái link đăng ký em sẽ để dưới phần mô tả hoặc là trong cái phần tin nhắn đã ghi. Anh chị nhấp vào sẽ đưa mình đến cái nền tảng Telegram. Cách tham gia đơn giản lắm anh chị. Rồi anh chị nhấp vào cái link đăng ký dưới phần mô tả nha. Hoặc là trong cái phần tin nhắn đã ghi sẽ đến cái giao diện thế này trên nền tảng Telegram. Ở đây anh chị thấy đây là hiện tại là cái giá của Bitcoin. Và ở đây chúng ta có hai mục phía dưới, mục xanh và mục đỏ. Mục xanh tương ứng á, là chúng ta chọn nó tăng. Và mục đỏ chúng ta chọn giảm. Nếu trong khoảng một thời gian nào đó chúng ta chọn mà cái giá Bitcoin nó đi theo đúng như chúng ta chọn tăng mà nó tăng, hoặc chúng ta chọn giảm mà nó giảm, thì chúng ta sẽ nhận được 10 point. Nếu trường hợp anh chị đoán sai là chúng ta vẫn không có bị trừ gì hết. Và ở đây khi anh chị đăng ký xong, chúng ta sẽ được 10 lần lựa chọn dự đoán giá. Bây giờ em sẽ làm nha. Và cái cách làm sao để win á là anh chị thường chúng ta chọn tăng là tăng luôn, giảm là giảm luôn. Anh chị đừng có xen kẽ nha. Bây giờ em sẽ làm cho các anh chị mình xem ha. Em sẽ chọn mon nè, bên trái màu xanh, em sẽ chọn cho nó tăng. Thì trong khoảng thời gian là 5 giây. Nếu mà em chọn đúng á là nó sẽ có chữ win và em sẽ nhận được 10 point, chị thấy nè. Tiếp tục anh chị chọn cho em. Ha. Đó, tiếp tục. Tranh thủ chị đang win thì chúng ta chọn win. Cái này là mỗi ngày chúng ta đều có cái lượt nha anh chị. Và chúng ta nâng cái level thì chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa. Em vừa rồi chọn không đúng, nó giảm nha, thì chúng ta sẽ không nhận được phone điểm. Đó, win tiếp nè anh chị. Rồi em đã sử dụng 4 đến 5 lần rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp nha. Đó, anh chị thấy không ạ? Đó, đang win. Này cũng khá là dễ anh chị. Nhưng mà sau này cái phong điểm này sẽ quy đổi ra. Là cái này em thua nè. Rồi giờ nó sẽ list sàn OKX luôn. Đó. Rồi để em làm hết cái này rồi em sẽ chia sẻ tiếp nha mọi người. Win luôn. Rồi một cái nữa. Một lần nữa. Rồi ok. Đó. Rồi, chúng ta sau một thời gian ở đây nó sẽ có nữa nha anh chị. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm nè. Tiếp theo, anh chị vào có một leaderboard ở đây á.
là đây là sẽ thấy cái phone điểm của chúng ta ha. Và Goodbon này là của toàn cầu. Anh chị quan trọng vào cái mục tab này nè, ở giữa màn hình và ở dưới. Ở đây đó, mỗi ngày chúng ta sẽ có cái phần là điểm danh. Anh chị thấy mà, Daily Reward chúng ta nhấp vào đây. Thì anh chị chọn cái mục check in này, chúng ta sẽ nhận được nha. Rồi tiếp theo nữa, cái kèo này á, là bắt buộc chúng ta phải có cái sàn OKX. Những anh chị nào mà chúng ta đã có sàn OKX rồi thì chúc mừng anh chị. Còn những ai chưa có thì chúng ta phải vào trong cái phần mô tả video của em ha. Chúng ta xem cái video em hướng dẫn đăng ký KYC sàn OKX ở đây. Khoảng 21 phút thì anh chị xem cái này, chúng ta đăng ký xác minh tài khoản luôn và chúng ta giao dịch luôn anh chị ha. Cái video này em sẽ để dưới phần mô tả nha mọi người, đăng ký sàn OKX này. Rồi, chúng ta đăng ký xong, chúng ta sẽ bắt đầu kết nối nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào Connect Telegram và chúng ta KYC. Đó, nhấp vào đây. Rồi, bây giờ nè, chúng ta sẽ về cái sàn OKX. Anh chị vào cái chính chấm tròn phía trên bên trái của chúng ta. Sau đó anh chị vào cái biểu tượng mũi tên sang phải ở trên nè. Rồi. Sau đó chúng ta chọn cái mục là tài khoản đã kết nối. Ở đây nó sẽ có hai dòng Google và Telegram, mình sẽ chọn Telegram. Rồi Telegram này là chúng ta sẽ nhập. Bây giờ chúng ta chọn cái mục tiếp tục đi. Kèo này kèo chính chủ của sàn OKX nên anh chị không có sợ bị hack nha. Kèo từ sàn mình yên tâm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Anh chị chúng ta sẽ nhập cái số điện thoại mà chúng ta đã đăng ký cái khoản Telegram mà chúng ta vừa tham gia cái kèo này nha. Bây giờ chúng ta vào Telegram. Nếu mà anh chị không nhớ số điện thoại chúng ta đăng ký tài khoản Telegram, anh chị vào cái Telegram của chúng ta. Sau đó chúng ta vào cái bài gạch ngang phía bên trái. Chúng ta nhập vào, chúng ta sẽ thấy cái số điện thoại nha. Sau đó chúng ta sẽ nhập vào trong cái phần này. Bên cái sàn OKX, anh chị nên bỏ số 0 đầu nha. Chúng ta nhập xong, chúng ta sẽ chọn cái chữ nét nha anh chị. Lúc này á, là bên họ thông báo là bên Telegram có gửi về cho anh chị một cái thông tin. Chúng ta phải vào đó, chúng ta check nha anh chị nha. Anh chị thấy nè, cái mục Telegram này anh chị thấy mà, nó có một cái thông tin ha. Chúng ta nhấp vào. Sau đó chúng ta chọn cái chữ confirm cho em, là chúng ta xác nhận tôi là người đang thực hiện cái thông tin đó đó. Sau đó ở đây chúng ta chờ vài giây, nó sẽ có cái thông tin thế này. Chúng ta chọn cái chữ accept giùm em ha. Tức là chúng ta xác nhận. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập cái ứng dụng xác thực là Google Authentic từ bên cái sàn OKX nha anh chị. Còn nếu anh chị không có thiết lập cái này thì chúng ta không cần làm, cần xác nhận. Rồi vậy là em đã liên kết xong nè. Sau đó chúng ta sẽ về Telegram nha, vào con bot của cái kèo này nha anh chị. Rồi anh chị sẽ nhấp vào cái chữ là Connect Telegram and Complete KYC. Rồi chúng ta chọn là I have complete the verification, tức là chúng mình xác nhận và chúng ta đã có KYC đó. Rồi như vậy là em đã làm thành công đó anh chị. Em đã được là 10.670 phone điểm. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ làm các nhiệm vụ khác luôn. Follow OKX nè. Rồi chúng ta chọn Go Now. Chọn X. Anh chị có follow rồi nó sẽ có cái chữ đang theo dõi ha. Rồi. Tiếp theo đó chúng ta nhấp vào zone channel của họ. Go Now luôn. Tham gia. Thả tim luôn. Rồi. Tiếp tục cái một điểm danh này thì mình đã làm rồi. Anh chị thấy nè, chúng ta làm xong hết nó sẽ có cái chữ đoan đúng không ạ? Rồi. Ở đây chúng ta đã có được nè anh chị, chúng ta có được 4 lần. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp nè. Kèo sàn này chị gắn kiên trì làm nha anh chị nha. Kèo của sàn top 3 thế giới đó. Họ làm cái này một á, là họ sẽ thu hút cộng đồng. Và thứ hai là họ sẽ promo cái sàn của họ kiểu vậy. Thì chúng ta là cái cộng đồng, thì chúng ta làm tham gia thì chúng ta sẽ nhận được cái token. Và kèo sàn thì em nghĩ nó cũng lúc nào cũng sẽ tiềm năng chắc ăn và ok hơn những cái kèo khác anh chị ha. Rồi chúng ta vào cái mục tab tiếp giùm em. Có mục auto driving viên này anh chị, cái mục này là chúng ta được free nha. Rồi có mục tiếp theo này á là kiểu như là chúng ta nâng cấp lên
Đó, thì bây giờ anh chị chúng ta phải nâng cấp lên nếu mình muốn được nhiều cái lần để mình dự đoán. Đó, em sẽ chọn nè, rồi tiếp tục. Em sẽ nâng cấp lên. Đó. Thì nó cũng giống các kèo khác anh chị. Đó, anh chị thấy không ạ? Chúng ta cứ nâng cấp. Thì cũng trong khả năng của mình nha anh chị nha. Đây là trong khả năng của chúng ta. Đó, anh chị thấy không ạ? Em được 16 cho 16 này. Mà em bị trừ rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta có cái số lượt dự đoán thì chúng ta tiếp tục dự đoán tăng hoặc giảm anh chị. Anh chị có nâng cấp thì cũng nâng cấp trong khả năng nha mọi người. Kèo này mới ra mắt thì em cũng nghĩ họ chưa có trải aerob đèn đâu. Họ cần phải có một thời gian để thu hút cái cộng đồng nữa. Thì chúng ta vào sớm á, thì chúng ta cứ nâng cấp nhiều hơn một chút. Còn nếu mà chúng ta vào sau á, thì chúng ta nâng cấp ở cái mức vừa phải nha anh chị nha. Rồi. Anh chị muốn giới thiệu bạn bè thì chúng ta vào cái mục invite. Ở đây sẽ có một cái link giới thiệu bạn bè. Thì anh chị có thể là giới thiệu cho bạn bè người thân của mình nha. Còn cái link này cũng là cái link hồi nãy mà quá anh chị mình chúng ta. À, cái này chúng ta sẽ chia sẻ thế này. Đây là cái link của em, cũng là cái link hồi nãy của ba anh chị mình chúng ta tham gia ha. Cái mục subscribe phía dưới bên phải á, khi anh chị nhấp vào là họ thông báo chúc mừng ha, tức là chúng ta đã hoàn thành cái việc liên kết cái tài khoản Telegram với cái sàn OKX, và tiếp theo nữa là chúng ta đã KYC cái sàn OKX ha. Rồi bây giờ á, chúng ta chỉ còn cái việc là chúng ta rảnh chúng ta vào, chúng ta dự đoán tăng hoặc là giảm về cái giá Bitcoin anh chị, và chúng ta nhận được cái phần điểm. Rồi kèo này á ăn chắc nha, một là tại vì nó là thuộc cái kèo chính thống từ cái sàn OKX, sàn top 3 hiện tại, nên là anh chị mình chúng ta kiên trì, cũng ra mắt mới có mấy hôm thì cũng còn mới lắm anh chị, thì mày gắng tranh thủ nha. Tiếp theo cái kèo này muốn làm là chúng ta cần phải có cái sàn OKX, tại vì sau này chắc ăn 100% nó sẽ list cái sàn OKX đầu tiên. Và những ai mà đã có sàn rồi thì chúc mừng anh chị, chúng ta vào chúng ta xem chúng ta đã KYC chưa. Chưa KYC thì làm KYC luôn. Còn ai chưa có cái sàn OKX này có thể xem cái video hướng dẫn em đã chia sẻ rồi ở trong cái phần mô tả của video ha, để chúng ta KYC, xác minh bảo mật thông tin và chúng ta tiến hành liên kết vào Telegram này, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái sàn để chúng ta giao dịch mua bán chào đổi ngay. Em cũng sử dụng rất nhiều cái sàn OKX này từ giao dịch trao đổi mua bán, và các kèo airdrop sau này cũng sẽ khả năng là list sớm trên cái sàn OKX luôn. Thì mọi người chúng ta đăng ký ha, tránh cái việc chúng ta bị xả khi mà cái dự án họ mở list sàn và bán nha anh chị nha. Rồi anh chị mình cô bác mình thấy cái video này hữu ích thì cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh và bật chuông thông báo anh chị ha, để không bỏ lỡ những cái kèo airdrop, những cái kèo trade đến từ trên kênh YouTube của em nha anh chị nha. Và chúc mọi người buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc nha anh chị nha.